Đấy, anh ấy đang ăn thẳng vào cái chỗ rạ nhiều đấy, xem ra sao này. Ơi mỗi phát là liệm luôn đấy. Với lại làm theo cái xoắn này nó nhẹ máy hơn chị ạ. Còn nếu mà làm mà hàng ngang dàn nhau là nặng máy. Như em thấy một số người ta làm dàn hàng ngang người ta bán. Làm thế nó dễ hơn. Ủn nát nguyết rồi nhỉ. Còn nếu mà làm theo xoắn này là bắt đầu là cái thằng này nó ăn một tí, thằng này nó ăn một tí, nó mới nhẹ nhau, nó đẩy nhau. Chứ còn nếu mà chị làm hàng ngang là cứ mỗi thằng này vượt một dàn là nó nặng. Mà nó lại không đều. Và như thằng này là nó bới đều nhau. Máy L128 kéo bừa lăn 2m1 đang chạy trên cánh đồng xã Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định. Đây, cái con này là cứ đi đến đâu là nhắn thín đến đây luôn. Không nhìn thấy rạ nó nổi lên nữa. Mà nhìn trông răng nó rất là thưa nhá. Đặc biệt là ưu điểm của nó lại không rắt rát. Không có một cái rạ nào quấn vào đấy luôn. Ngày xưa là như anh ấy kia, anh Dưỡng kia, anh ấy bảo cho là làm cho anh ấy là bằng cái bạt cao su. Thế nhưng mà em tư vấn cho anh em bảo là cứ bảo với chủ máy là làm bằng bi. Chứ chạy bằng bạc cao su sau này mà nó mòn bạc cao su là ở bên này không kiếm được. Mà nếu mà có đi kiếm là lâu lắm. Bởi vì nó là thành độc quyền. Thế nên là làm cho ổ bi này thì sau này hỏng bi phát mua ở đâu cũng được. Mà bi thì nó nhẹ máy hơn, nó bon. Vâng. Thằng này nó cắm xuống. Mà đi nó cũng không tơi được, mà nó thấy đâu. Cái này không nâng được, cái này chỉ dị xuống thôi. Cứ đến đầu bờ là ông quét thủng. Quét thủng xuống. Cái loại này là đây là nước hơi lớn đấy. Nước mà cạn đi khoảng tầm là 5 phân nước nữa, bừa còn ngon nữa. Đấy, nhìn cái bừa không rạ nhiều như thế nhưng mà không dắt một cái nào luôn. Cái lớp kéo vậy nó buộc phải ra. Ok các bác nha, em kết thúc video tại đây thôi. Kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.